Xin kính chào quý cô chú anh chị em, mình trở lại kênh YouTube Linh Bonsai. Hôm nay em xin chia sẻ với cô chú anh chị em mình một cái cách ghép vô gốc mai tứ quý nha cô chú anh chị. Đó, thì trên thị trường hiện nay thì gốc tứ quý nói chung là cô chú anh chị em mình săn đón rất là nhiều và chấp nhận loại phôi này. Thì lúc trước cái loại phôi này thì ít người chơi lắm cô chú anh chị nha. Thì hiện tại bây giờ trên thị trường ấy, nói chung thì cây ghép về nói gì gốc tứ quý thì nó rất là mạnh đó cô chú anh chị. Thì theo em được biết ấy, thì gốc tứ quý mình ghép vô mình rất là dễ nuôi và cũng rất là mạnh. Đó, thì hôm nay thì em chia sẻ với cô chú anh chị mình cái cách ghép vô gốc tứ quý làm sao mà cho đạt hiệu quả hay cô chú anh chị. Đó, và như thế nào là để cho nó phát triển tốt. Thì cái gốc tứ quý á, nếu cô chú anh chị muốn ghép nó thì cô chú anh chị phải để trung bình từ 2 cơ trở lên thì cô chú anh chị mình ghép mới ngon nha cô chú anh chị. Đó, có nhiều cô chú anh chị mình nói là vô đóng vô rồi kéo nhựa như này nè. Đó, vô rồi kéo nhựa như vậy là cô chú anh chị mình đóng liền á. Nó có nhiều là anh chị chia sẻ như vậy. Theo như em á, theo như cách làm của em á thì em không nói riêng biệt về cách làm của những cô chú anh chị khác. Nhưng em thấy cách làm như vậy thì chỉ dành cho những cái cây mà nó thuần rồi cô chú anh chị mình thay lại á. À, thì cô chú anh chị mình ghép như vậy thì nó mới ngon. Còn như em thì em mua toàn là những cây phôi gốc bứng. Đó, thì bứng từ cái dưới đất lên không à. Mà nếu cô chú anh làm thì cô chú anh chị mình làm như vậy á thì cái hiệu quả nó không có đạt cao hay cô chú anh chị. Còn như em á thì em để cho nó lên 2 tới 3 cây đọt. Tức là cái cây đọt nó lên như thế này. Đó là một cây đọt. À, để phân biệt giữa cái cây 1 và cây 2 cô chú anh chị mình thấy. Đây này nó chỉ mới lên một cái cơi thôi, một cơi thôi nha cô chú anh chị. Cái này là lên 2 cơi, tức là nó già một cơi đọt rồi nó búng lên nó thêm một cái cơi thứ hai nữa. Thì bộ rễ dưới nó mới ra nha cô chú anh chị. Thì cây gốc tứ quý á, là bộ rễ á, nó sẽ chậm ra hơn là cây mai vàng. Cô chú anh chị mình gấp như là kéo nhựa cái cô chú anh chị mình đóng thì đóng bo vô á. Thứ nhất là cái bo nó sẽ không có lên kịp với cái nhựa, tại vì nhựa kéo này là toàn là những cái nhựa trong thân không à, thì bộ rễ nó chưa ra thì nó đâu có hút chất dinh dưỡng nó nuôi bo được cô chú anh chị, nó sẽ ảnh hưởng tới cái cây. Thứ nhất là cái cây nó không phát triển, thứ hai là cái bo cô chú anh chị mình ghép vô đây nó sẽ bị nín ha. Đó, thì cái này là em chia sẻ đơn giản một cái cách ghép, cái cách nuôi cây và cách ghép. Còn cách ghép thì cái hình thức ghép thì em đã chia sẻ với cô chú anh chị mình rất là nhiều rồi. Thì hôm nay thì em chỉ chia sẻ với cô chú anh chị mình cái cách mà để cô chú anh chị mình, cái thời điểm cô chú anh chị mình đóng bo vô thôi. Còn cách ghép thì em cũng chia sẻ nhiều clip rồi, hôm nay em không có chia sẻ cách ghép cho cô chú anh chị mình nữa. Thì bo thì em đóng nè cô chú anh chị. Những cái tược ngọn thì cô chú anh chị mình nên đóng cái ngòi viết ha. Còn những cái cành mà cô chú anh chị mình sửa lắp thì cô chú anh chị mình đóng cái cành mắc ghép nè cô chú anh chị ha. Đó. Thì cái cây này, hai cái cây này thì em cắt tược nè, nó lại lên 2 cây đọt rồi. Thì em biết chắc ở dưới thì bộ rễ nó đã phát triển rất mạnh rồi em mới ghép đó cô chú anh chị. Thì giống ghép hôm nay thì em ghép giống siêu bông bình lợi hay cô chú anh chị, ghép giống mới hả, để phục vụ cho quý cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình có cần giao lưu á thì đợt sau rồi cứ liên hệ trực tiếp chỗ nhà vườn em. Thì hôm nay em cứ chỉ là chia sẻ tới quý cô chú anh chị mình hả, cái thời điểm để ghép ghép mai cho gốc mai tứ quý ha. Rồi thì em cũng chia sẻ bấy nhiêu đó thôi. Thì em cũng xin kết thúc cái clip của em tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình những clip tiếp theo nha. Rồi, em còn một cái ý nữa, cô chú anh chị mình ghép á. Cô chú anh chị mình ghép thì cô chú anh chị mình cố gắng cắt cái tược đây thì cô chú anh chị mình ghép cái bo cận cái tược này nè. Để chi cái mạch á, cái mạch trên cái cây mai nó có mạch giống như con người mình mạch máu vậy cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình cứ ghép cận đây thì khi mà cái bo nó nắm bắt được với cái mạch thì nó lên nó phát triển rất là tốt nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình cố gắng để ý cái phần này nha. Rồi. Em xin kết thúc cái clip của em tại đây ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình những clip tiếp theo nha.